xung quanh các vi phạm của hàng trăm công trình xây dựng trên đất rừng huyện Sóc Sơn. Mới đây, thành phố Hà Nội đã quyết định kỷ luật 39 lãnh đạo cán bộ trong tổng số 80 lãnh đạo cán bộ liên quan đến vụ việc này. Cụ thể, UBND huyện Sóc Sơn đã xem xét kỷ luật về mặt chính quyền đối với 80 trường hợp. Trong số này có 19 trường hợp chưa đến mức kỷ luật, 22 người không bị kỷ luật vì hết thời hiệu, ốm, chữa bệnh, 29 người bị khiển trách, cảnh cáo 6 trường hợp, cách chức 2 trường hợp và buộc thôi việc 2 cán bộ công chức lao động hợp đồng. Bên cạnh đó, tập thể lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn đã tổ chức kiểm điểm đối với tập thể lãnh đạo UBND huyện các nhiệm kỳ 2006 đến năm 2011, 2011 đến năm 2016 và 2016 đến năm 2021. Trong đó có chủ tịch, phó chủ tịch UBND huyện các nhiệm kỳ trên. Trên cơ sở báo cáo kiểm điểm của huyện, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đỗ Minh Tuấn, phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy 3 nhiệm kỳ 2005 đến năm 2010, 2010 đến năm 2015 và 2015 đến năm 2020 và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có trách nhiệm liên quan trong 3 nhiệm kỳ.